Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên chúng ta sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái máy đục nhá, máy đục phá bê tông. Con này công suất cực đại luôn này các bác, 1850W nhá, máy đất tông này. Đấy. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác được cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này luôn. Đây là về cái phần thông số kỹ thuật nhá, gắn trên bao bì máy đây. Các bác sử dụng điện 220V này, tần số 50Hz. Đấy, 1850W với công suất cực đại nhá. Đây là về cái phần mẫu máy này, model là DK65. Đây, mẫu máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có một cái hộp đựng máy là cái hộp tôn nhá, màu xanh cực kỳ là đẹp luôn. Phía bên trong này các bác này, đây các bác sẽ có một máy và được tặng kèm theo hai cái mũi đục nhá. Đây, các bác được tặng kèm theo hai cái mũi đục này. Đây là một cái mũi đục nhọn nhá. Tiếp theo bên này thì chắc chắn sẽ là mũi đục bằng. Các bác được tặng theo hai mũi đục, một mũi nhọn và một mũi bằng luôn này. Đây, đó, kèm theo cho các bác hai cái mũi đục luôn, rất là ok. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác về kiểu dáng của máy luôn nhé. Trước tiên là em sẽ cân cho các bác cùng tham khảo về cái trọng lượng đấy. Đây, để em sẽ cân thử cho các bác về cái trọng lượng của máy. Máy rất là nặng. Yêu cầu tất cả. Đây, cho cân đấy. Đây, để em sẽ cân thử cho các bác được cùng tham khảo về cái trọng lượng của máy luôn này. Đây, em sẽ cân nguyên máy nhá, chỉ máy không thôi. Đó, đây ạ, bao nhiêu cân đây? 13,2kg thôi nhá, nguyên máy là 13,2kg. Rồi, ok. Nào, chị nhấc cái này xuống cho em. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác được cùng xem cái túi bóng này ta. Để em sẽ quay chi tiết cái mẫu sản phẩm này để cho các bác được cùng tham khảo luôn nhá. Cái con này thì nó khá là nặng nên là em cần phải có một cái người trợ giúp, hỗ trợ một người nữa. Đây, đây là về cái phần đầu máy này các bác này. Phần đầu máy đây nhá, mẫu mã rất là đẹp luôn. Đó, đây, máy như này các bác này, rất là ok. Đó, một con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Nhưng mà cái giá của nó rất là hợp lý các bác nhá, giá cực kỳ là hợp lý. Và với cái sản phẩm này thì bên em sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm nhá. Các bác có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Đặt mua thì các bác có nguyên bộ sản phẩm như này, có máy và tặng kèm theo hai cái mũi đục đây các bác nhé. Đấy, đây là nguyên bộ sản phẩm luôn này. Giá cả em sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm, vì là cái mẫu sản phẩm này giá của nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó có thể là lúc lên lúc xuống nhé. Phần thông số kỹ thuật ở trên máy này các bác này, đây. Cực kỳ là đẹp luôn. Các bác mà quan tâm thì liên hệ bên em nhé. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.